Puka bị soi vòng hai lùm xùm, vướng nghi vấn có tin vui với Kim Tuấn Kiệt. Hậu vướng nghi vấn hẹn hò với Jack thì Ngân lộ tình trạng đáng lo ngại. Người tung tin sai sự thật về đám cưới lên tiếng xin lỗi. Puka phản ứng ra sao? Quỳnh Nga xin lỗi vì công khai số tài khoản để kêu gọi vote. Xót xa trước tình cảnh bất ổn của các sao nữ V-Biz sau chuyện tình cảm đổ vỡ. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối của ông Kính Hậu Trương. Sau đây, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Puka bị soi vòng hai lùm xùm, vướng nghi vấn có tin vui với Kim Tuấn Kiệt. Cư dân mạng xôn xao trước thông tin cặp đôi đón song hỷ sau đám cưới. Vừa qua, vợ chồng Puka, Kim Tuấn Kiệt thu hút sự chú ý khi tham gia hôn lễ của Phương Lan và Phan Đạt diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi tình tứ dính như Sam xuất hiện trong ngày vui của đồng nghiệp. Đặc biệt, cư dân mạng dần soi khoảnh khắc Puka trò chuyện với mẹ bầu Sam ở hôn lễ. Nữ diễn viên có hành động gây chú ý khi đặt tay lên bụng của Puka. Ngoài ra, trong một vài khoảnh khắc, bà xã Kim Tuấn Kiệt cũng để lộ vòng hai lùm xùm, có phần khác biệt. Cư dân mạng liền dỗ nghi vấn Puka đang có tin vui sau khi kết hôn. Puka có em bé đúng không mọi người? Có ai để ý bụng Puka không ạ? Bụng Puka chắc cũng bầu mấy tháng rồi. Tuy nhiên, số khác netizen lại phủ nhận nghi vấn này và cho rằng tất cả là do góc quay. Trước khi tổ chức lễ cưới với Kim Tuấn Kiệt, Puka cũng từng liên tục vướng nghi vấn đang mang thai. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng thẳng thắn lên tiếng đính chính. Tôi đâu có bầu đâu, cho nên tôi phải đi hai bước lộn mèo một cái để cho người ta tin là tôi không có bầu. Cách đây không lâu, đám cưới cuối cùng trong chuỗi series cưới của Puka và Kim Tuấn Kiệt được diễn ra tại Đồng Tháp. Kim Tuấn Kiệt mang sính lễ gồm 20 cây vàng và 500 triệu đồng đến hỏi cưới Puka. Puka, Kim Tuấn Kiệt cũng thổ lộ rằng họ khá áp lực khi tổ chức nhiều lần, mời người thân và bạn bè tới ba nơi nhưng vì niềm vui và sự hưởng ứng của mọi người nên vẫn vô cùng hạnh phúc. Hậu vướng nghi vấn hẹn hò với Jack, Thúy Ngân lộ tình trạng đáng lo ngại. Thời gian gần đây, nữ diễn viên liên tục khiến khán giả lo lắng khi lộ loạt dấu hiệu bất ổn. Mới đây, trong những hình ảnh được Thúy Ngân chia sẻ, nữ diễn viên gây lo lắng vì có dấu hiệu sụt cân, cánh tay gầy gò. Cho đến chiều ngày 20 tháng 11, Thúy Ngân đăng tải khoảnh khắc selfie kèm dòng trạng thái, bệnh gì mà một tuần rồi không khỏi dị. Còn bao nhiêu việc phải lo? Ngay sau lời chia sẻ, người hâm mộ đã để lại lời động viên, an ủi hy vọng cho Thúy Ngân với hy vọng sức khỏe của nữ diễn viên sẽ nhanh chóng bình phục. Đầu tháng 11, nữ diễn viên 9X vướng nghi vấn đã bí mật hẹn hò với Jack được 2 năm nhưng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Thúy Ngân đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, sáng mở mắt nghe tin chấn động, để yên dùm tôi đi chơi. Đừng có giỡn nữa, Hồng vui, tôi ế. Về phần mình, cho đến thời điểm hiện tại, Jack vẫn im hơi lặng tiếng và không có phản hồi về sự việc trên. Nhiều khán giả cho rằng đây cũng chính là nguyên nhân khiến Thúy Ngân áp lực và dẫn đến tình trạng sức khỏe không ổn định. Là nhân vật ghi dấu ấn qua các vai diễn trong những dự án phim truyền hình và game show thực tế, sự nghiệp của Thúy Ngân nhanh chóng phát lên như diều gặp gió. Thế nên, cuộc sống của Thúy Ngân nhận được sự quan tâm từ đông đảo từ người hâm mộ. Trước đó, trong hôn lễ của Puka và Kim Tuấn Kiệt, Trường Giang vô ý để lộ chuyện tình cảm của Thúy Ngân khi chia sẻ. Thúy Ngân cách đây khoảng 4 tháng thì hạnh phúc nhưng hiện tại thì độc thân vui tính rồi. Người tung tin sai sự thật về đám cưới lên tiếng xin lỗi, Puka phản ứng ra sao? Puka được đông đảo khán giả dành lời khen bởi cách hành xử tinh tế, khéo léo. Mới đây ngày 15 tháng 11, đám cưới Puka, Kim Tuấn Kiệt được tổ chức tại quê nhà gái ở Đồng Tháp với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Sau đám cưới, Puka bức xúc trước tin bịa đặt mỗi thiệp cưới chỉ đi một người khiến khách mời ái ngại không tham dự. Cô bày tỏ, không biết từ đâu ra tin đồn mỗi thiệp cưới dưới quê của em chỉ có thể đi một người. Ai đồn ác vậy? Trong khi gia đình em ghi thiệp là trân trọng kính mời, quý gia đình, từ trước giờ em bị nói oan, nói ức nhiều rồi, em quen rồi. Và em hiếm khi nào giải thích hay đính chính, nhưng lần này nói tới gia đình em là em phải lên tiếng nha. Ngay sau bài viết được đăng tải, một tài khoản đã lên tiếng xin lỗi vì hành động mất kiểm soát, không kiểm chứng của mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình Puka. Người này viết, do phát ngôn của em, do em chưa kiểm soát được lời nói của mình. Thấy người này đã nhìn nhận ra lỗi sai, Puka nhẹ nhàng đáp, do có nhiều người bình luận tiêu cực và hiểu lầm từ trên mạng ra ngoài đời nên chị phải bảo vệ gia đình chị. Thật sự chị không biết thông tin đó từ đâu. Chị có coi clip của em thì chị hiểu em dành tình cảm yêu thương cho đám cưới chị, không có ác ý gì hết. Nhưng do thông tin này mà những người khác lại hiểu sai và nói lời không hay nè. Cách hành xử tinh tế của bà xã Kim Tuấn Kiệt đã nhận về mưa lời khen từ khán giả. Quỳnh Nga xin lỗi vì công khai số tài khoản để kêu gọi vote. Nữ diễn viên lên tiếng sau khi bị chỉ trích. Quỳnh Nga vướng tranh cãi khi công khai số tài khoản, kêu gọi người thân, bạn bè và fan ủng hộ cô bằng cách chuyển khoản để mua vote, bình chọn trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cư dân mạng cho rằng đây là hành động phản cảm. Nhiều người nghi ngờ số tiền liệu có thực sự được sử dụng đúng mục đích. Trước câu hỏi này, nữ diễn viên về nhà đi con phản bác, bạn bè tôi không lo thì thôi, bạn lo làm gì, cũng là bình chọn cho bản thân tôi được thêm tiền cũng không giàu hơn được. Hơn hết nhiều bạn bè muốn ủng hộ mà không biết vote kiểu gì nên mình thay mặt họ. Quan trọng là tôi xin ai yêu thương và là anh, chị, em, bạn bè ủng hộ. Trước phản ứng khá gay gắt từ dư luận, Quỳnh Nga đã sửa lại đoạn thông báo, kèm đó giới thiệu người đại diện FC để mọi người có thể liên hệ đăng ký mua sim bình chọn.
cô lên tiếng giải thích, đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả. Việc kêu gọi bình chọn cho tôi trong chương trình và cũng có nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ. Tôi xin phép đăng cách thức bình chọn lại và không kêu gọi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân nữa, tránh bị hiểu sai mục đích. Rất xin lỗi mọi người nếu hành động kêu gọi của tôi khiến một số người hiểu lầm về mong muốn của mình. Mong mọi người vẫn ủng hộ tôi và chương trình. Cùng với Quỳnh Nga, Hương Ly cũng gây tranh cãi vì đăng số tài khoản kêu gọi mọi người ủng hộ bình chọn. Sau sự việc của Quỳnh Nga, Hương Ly nhanh chóng xóa bài đăng nhưng khán giả đã kịp chụp lại. Cách thức tuyên truyền, kêu gọi giống nhau khiến không ít người xem đặt ra dấu hỏi liệu chương trình có đang cố tình tạo drama để kéo nhiệt sâu. Xót xa trước tình cảnh bất ổn của các sao nữ V-Biz sau chuyện tình cảm đổ vỡ. Đều là những người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi nhưng con đường tình cảm nhiều trắc trở, là những mỹ nhân đa tài của showbiz Việt. Tuy nhiên, không may mắn trong chuyện tình cảm, người tâm lý bất ổn, người chịu nhiều áp lực, được khán giả yêu mến vì năng lượng tích cực. Hoa Minzy, từ một người có suy nghĩ tích cực trở nên khó kiểm soát cảm xúc. Những người biết Hoa Minzy từ ngày cô gia nhập làng giải trí đến nay luôn ấn tượng với hình ảnh vui vẻ, năng động, hài cười của nữ ca sĩ dù trải qua không ít biến cố. Thế nhưng, trong một chương trình, khi các nghệ sĩ ngồi lại bày tỏ tâm sự, Hoa Minzy đã bật khóc chia sẻ tình trạng tâm lý bất ổn của mình. Nữ ca sĩ nói, em chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này trong đời. Thực sự em rất mệt mỏi. Những gì áp lực nhất trong cuộc sống em đã trải qua rồi, không hiểu sao một năm đến giờ em lại cảm thấy mệt mỏi như thế. Em trở thành người khó kiểm soát cảm xúc, để tâm sự được điều này em đã suy nghĩ rất nhiều. Vì bản thân mình là người chữa lành cho khán giả nhưng lại không chữa được cho chính mình. Thời điểm chia sẻ điều này, Hoa Minzy đã công bố việc đường ai nấy đi với bạn trai thiếu gia và bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân. Nguyên nhân gây ra tình trạng mất kiểm soát cảm xúc của cô là lao đầu vào công việc quá nhiều, làm việc đến mức quá tải và cơ thể đã bắt đầu phản ứng lại. Sau cuộc tình dở dang, Hoa Minzy sớm cân bằng cuộc sống, giữ được năng lượng tích cực. Diệp Lâm Anh mắc chứng trầm cảm cười. 2 năm qua, Diệp Lâm Anh không chỉ kết thúc hôn nhân mà còn phải bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con căng thẳng với chồng cũ, kéo dài suốt nhiều tháng. Giữa thời điểm sóng gió nhất, khán giả vẫn luôn thấy hình ảnh một Diệp Lâm Anh mạnh mẽ, bản lĩnh đương đầu với mọi khó khăn. Nhưng mới đây, trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Diệp Lâm Anh thú nhận rằng cô mắc hội chứng trầm cảm cười. Chứng trầm cảm cười có biểu hiện là lúc nào đối mặt với thế giới xung quanh, mình cũng muốn bản thân thật mạnh mẽ, mình phải cười, phải vui. Nhưng khi tự đối diện với chính mình thì ngược lại hoàn toàn, cô nói. Lần đầu tiên tiết lộ điều này, Diệp Lâm Anh đã không kìm được nước mắt và chững lại một chút để điều chỉnh cảm xúc. Sau khi được biết về câu chuyện của Diệp Lâm Anh, không chỉ các chị đẹp trong chương trình mà nhiều khán giả cũng dành sự quan tâm, động viên cho cô. Ca sĩ Lưu Hương Giang, một người chị thân thiết của Diệp Lâm Anh cũng nói rằng Diệp Lâm Anh luôn cười khi nói chuyện với mình. Đối với cô, Diệp Lâm Anh là một người phụ nữ năng lượng và rạng rỡ. Cô mong đàn em sớm tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống. Á hậu Hoàng Oanh, làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Thông tin Á hậu, MC Hoàng Oanh ly hôn sau 3 năm kết hôn khiến cộng đồng mạng thấy sốc và tiếc vì cô và chồng Tây là cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Hơn hết, cô cũng nhận được sự đồng cảm và sẻ chia của khán giả vì đã chọn cách chia tay văn minh. Cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con và vẫn là bạn của nhau. Á hậu Hoàng Oanh sau ly hôn chồng Tây, cô có cuộc sống bình yên bên con trai. Cô tập trung chạy show kiếm tiền lo cho bản thân và con. Cô tiết lộ, chính những khó khăn hiện tại là động lực để tôi vươn lên và mạnh mẽ từng ngày. Làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng, tôi không thể mãi giữ hình ảnh một cô gái yểu điệu thục nữ khi trước mắt tôi là con trai cần sự dạy dỗ và nuôi dưỡng để trở thành một chàng trai trưởng thành và chín chắn. Tôi phải vừa là một người mẹ và kiêm luôn vai trò của người cha. Ngoài lo cho con trai về vật chất, Á hậu Hoàng Oanh cũng gây chú ý khi tiết lộ quan hệ với chồng. MC Hoàng Oanh thường khoe những buổi đi chơi vui vẻ cùng con trai và gây chú ý chính là sự đồng hành của chồng cũ. Có thể thấy, sau ly hôn Hoàng Oanh và Jack Câu vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.